Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nghe báo cáo kết quả công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Theo định kỳ 6 tháng một lần, Hội đồng Lý luận Trung ương phải báo cáo với Bộ Chính trị những nội dung nghiên cứu lý luận có gì mới. Đây là yêu cầu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh tại cuộc làm việc. Theo báo cáo của đồng chí Đinh Thế Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, năm 2012, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chất lượng tư vấn được nâng lên rõ rệt. Hội đồng đã tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, kết luận bao gồm 10 lĩnh vực như về sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai. Nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn, Hội đồng đã đổi mới phương thức tư vấn, chuyển tư vấn thông qua hội thảo khoa học tại các kỳ họp hội đồng sang phương thức tư vấn thông qua hoạt động chuyên môn của các tiểu ban, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, chuyên gia để tham khảo những nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận cũng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, qua đó nhiều đảng trên thế giới đánh giá cao trình độ lý luận của Đảng ta trước nhiều vấn đề mới mà thế giới đặt ra. Tuy nhiên, thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương cũng thừa nhận có một số báo cáo tư vấn chất lượng chưa cao, đáp ứng chưa tốt yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, tiến độ triển khai chương trình còn chậm. Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng với lực lượng nhân sự không nhiều, phải đảm nhiệm một khối lượng công việc quan trọng, nhưng Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai và đạt hiệu quả trong công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng Hội đồng cần cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng công việc, có những việc chưa bao quát được hết, công tác phối hợp chưa thật nhuần nhuyễn giữa các cơ quan chức năng để huy động trí tuệ tổng hợp và công tác nghiên cứu lý luận chính trị. Về công việc sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa 11, đồng thời trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước thì khó khăn, đang đặt ra nhiều vấn đề mới về mặt lý luận. Do vậy, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương càng nặng nề và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai đồng thời cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, làm cơ sở cho Trung ương, Bộ Chính trị hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối chính sách, tiếp tục hoàn thiện cương lĩnh chiến lược. Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất của Hội đồng, Tổng Bí thư yêu cầu theo định kỳ, Hội đồng Lý luận Trung ương phải báo cáo những nội dung nghiên cứu lý luận chính trị có gì mới trên cơ sở nghiên cứu chất lọc từ thực tiễn. Tôi chỉ quan tâm cuối cùng nhiệm kỳ này sản phẩm là cái gì, có thực hiện được mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra thôi. Cho nên có lẽ từ nay giờ đi đồng ý Vinh Tiến 6 tháng một lần, 3 tháng thì ngắn quá. Các đồng chí có cái vấn tất những cái kết quả mới nghiên cứu chất lọc của Hội đồng, các cơ quan nên báo cáo Bộ Chính trị. Tức là nội dung lý luận lần này có bước tiến gì mới. Nhưng mà mới trên cơ sở cương lĩnh, trên cơ sở chiến lược, vì Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan do Bộ Chính trị lập ra, trực thuộc Bộ Chính trị, để làm cái việc nghiên cứu lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc xây dựng đường lối, chứ không phải là nghiên cứu toàn diện các thứ, đưa hết các quan điểm vào đây không được. Nếu thì Hội đồng Lý luận này không phải. Chỉ rất chú ý chỗ này cho mình là. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần làm tốt hơn nữa việc thẩm định các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tính độc lập của các báo cáo thẩm định, đồng thời thông qua các hội thảo quốc tế, tham khảo thêm những vấn đề mới đang đặt ra cho nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản các nước. Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động đề xuất, khẩn trương triển khai các công việc cần thiết phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới. Về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận tăng cường nghiên cứu về phong cách Hồ Chí Minh thành một hệ thống xuyên suốt, vì chính phong cách của Bác Hồ là phong cách gần gũi và hợp lòng dân nhất mà cần phải học tập nghiêm túc. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nghiên cứu trên phương diện lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền, phải tổng kết từ thực tiễn để đưa ra những luận điểm, trên cơ sở đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định nhằm bảo đảm thực hiện đúng đường lối nghị quyết, không để lợi ích nhóm chi phối làm sai lệch đường lối của Đảng.